Ủa quán mình tên gì em? Tường Phong. Hả, Tường Phong hả? Bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? 5 giờ đó, 9 giờ, 9 giờ mấy giờ, lúc này lỗi giờ. À, lúc trước nghe nói bán 7 giờ phải không? Lúc trước 7 giờ đến 10 giờ rưỡi. À, chè Tường Phong. Chè món món gì Mai? À, đây là 7 thứ nè, đầy đủ. Chè rồi đầy đủ các thứ. Chè 7 thứ hả? Dạ, 7 thứ. Còn cái này là gì vậy? Đậu hũ dừa. Đậu hũ dừa. Với cái gì? Quả đắng đắng. Còn này là đậu xanh phổ tây. Vợ chồng Mai với lại Khánh mời đi ăn chè nổi tiếng An Điền. À, chè này gọi là chè 7 thập cẩm 7 loại. Có củ năng, đậu hũ, củ sen, bạch quả, trứng cút, hạt sen và nhãn dục. Bà về ngon quá. Được không anh bác? Rồi, okay. Không ngọt lắm đúng không? Rồi. Quán chè Tường Phong. Hình như số mấy An Điềm em cũng không nhớ nữa. Sợ xe chè. Hình như là 81 An Điềm á anh bác. Đậu hũ bé quá. Được đúng không? Ừ. Chị Lan sao? Okay. Ok. Rồi, chắc nha. Ăn mút nè. Lắc. Rồi, cúp nha, nguy hiểm quá à.